Kính thưa quý vị khán giả của Trust Media Network, hôm nay trong phòng thu của chúng tôi có ông phó thị trưởng của thành phố Westminster là anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí và ông cựu dân biểu tiểu bang là anh luật sư Trần Thái Văn. Và hôm nay hai anh sẽ trình bày đến quý vị khán giả về cái chương trình mà Nam Quang nghĩ là rất là đáng quan tâm. Dạ vâng, chúng tôi là Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình của anh Nam Quang. Rất là vui trở lại cùng với chương trình Trust Media Network cùng với quý vị khán thính giả. Với anh Nam Quang cũng như là phó thị trưởng của thành phố Westminster, đó là anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Vâng, thưa hai anh, như vậy thì hôm nay mình cái chương trình của mình sẽ gửi đến quý vị khán giả cái chuyện gì đây? Dạ vâng, mục đích ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đại diện cho ban tổ chức. Khi mà nói tới ban tổ chức thì quý vị hiểu rằng là chúng ta đang có một cái tổ chức sắp sửa diễn ra, là cái tổ chức được gọi là cái buổi văn nghệ đấu tranh và biểu tình chống kỳ thị người dân gốc Á. Thưa với quý vị, và nó xảy ra khi nào? Vào ngày 10 tháng 4, có nghĩa là thứ Bảy tới đây, vào lúc 4 giờ chiều cho tới 7 giờ tối tại cái Asian Village, mà quý vị biết rằng là trong cái khu chợ Á Đông ngay trên đường Bô Sa Trần Hưng Đạo, đối diện với lại cái thương xá Phước Lộc Thọ. Và chúng tôi một lần nữa xin kính mời tất cả quý đồng hương của chúng ta hãy cùng nhau để chúng ta nói lên cái tiếng nói để chống lại cái vấn nạn kỳ thị mà đang xảy ra. Quý vị sẽ có những cái câu hỏi là chúng tôi cũng xin được mượn nơi này để trả lời cho quý vị, và mong rằng quý vị cũng tham gia vào trong cái tổ chức để chúng ta cùng gióng lên cái tiếng nói chống lại cái vấn nạn đang xảy ra rất là nhiều nơi, kể cả quận Cam này. Thưa anh. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Là trong cái thời gian vừa qua, những cái tội ác mà nó nhắm vô người dân gốc Á nó càng ngày nó càng gia tăng, cho nên đây là Nam Quang nghĩ cũng là một cái buổi văn nghệ mà mình coi như là mình giống lên cái tiếng nói, phải không anh? Mình gọi là cái buổi văn nghệ, nhưng mà cái buổi văn nghệ đó là văn nghệ đấu tranh và tạo cái sự đoàn kết. Đoàn kết ở đây không chỉ là cộng đồng người Việt của chúng ta, nhưng mà cộng đồng Á Châu, có nghĩa rằng hôm đó chúng ta cũng có sự hiện diện của nhiều các cộng đồng bạn. Mà anh Văn sẽ là người nói thêm, bởi vì anh Văn cũng đã nhận lời để mời các cộng đồng bạn cũng như là truyền thông Mỹ với cái vai trò là ngoại giao hoặc là cố vấn cho cái tổ chức, và anh sẽ có cái phần trình bày đó. Nhưng mà chắc có lẽ rằng trước khi mà chúng ta đi sâu vào cái đó thì xin phép Nam Quang cho mình cũng muốn nói luôn là anh Trần Thái Văn ở đây sẽ là cái cố vấn cho cái tổ chức, và anh sẽ giúp cho rất nhiều trong cái công việc này. Và có nhiều câu hỏi cũng đã được đặt ra từ ở các cư dân cũng như là đồng hương của chúng ta. Với cái tư cách là phó thị trưởng của thành phố Westminster, thưa với quý vị, trong những ngày vừa qua chúng tôi nhận được rất nhiều cú điện thoại của đồng hương cũng như là của cư dân nói về cái vấn đề này, và ngay cả thành phố Westminster cũng đã ra một cái nghị quyết để chống lại cái việc là gọi là cái vấn nạn mà gọi là kỳ thị hoặc là có những cái hành vi xấu xa. Cho nên là chúng tôi sau khi đã bầu trong cái việc mà gọi là ra cái nghị quyết đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là làm như vậy cũng chắc có lẽ cũng chưa đủ, và chính vì như vậy mà chúng ta có cái tổ chức này. Và trong cái tổ chức này thì chúng tôi xin được mời trở lại với lại anh Nam Quang để có thể đặt những câu hỏi với lại... Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thì cái câu hỏi đầu tiên của Nam Quang đặt cho hai anh là tại sao chúng ta lại có cái buổi văn nghệ này, cái văn nghệ mình gọi là đấu tranh biểu tình chống kỳ thị người dân gốc Á? Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời chắc chắn rằng đó, thưa quý vị. Trong vòng một năm vừa qua thì quý vị cũng theo dõi trên các giới truyền thông báo chí Mỹ cũng như là Việt, thì chúng ta thấy có một cái hiện tượng nó xảy ra rất là bi quan và trầm trọng đối với người Mỹ gốc Á Châu nói chung cũng như là cộng đồng người Việt Nam chúng ta nói riêng, trong cái thời gian mà chúng ta đang bị cái mầu dịch COVID-19. Thưa quý vị, đã có theo cái thống kê mà chúng tôi đã thu thập được, và kể cả những cái thống kê và cái con số này, những cơ quan công lực và các cơ quan nhân quyền bất vụ lợi họ nói rằng đây cũng chưa phải là cái con số đúng, và thật ra là cái con số rất là thấp
Tại vì các nạn nhân người Mỹ gốc Á Châu không có thông báo hoặc là không có report vào đầy đủ hết. Đây là một cái thống kê gần 4.000, thật ra đến ngày hôm nay chắc là cũng phải hơn 4.000 cái biến cố hoặc là các hồ sơ bạo hành cũng như là kỳ thị nhắm vào các nạn nhân cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu. Đây là một cái con số khổng lồ mà nó đã tăng hơn trong vòng một năm vừa qua, hơn 150%, thưa quý vị, so sánh với những năm trước. Dù rằng những cái con số này vẫn là cái con số nó không có complete, là không có đầy đủ và tương đối là thấp, nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái hiện tượng rất là trầm trọng và nó gây nhiều cái sự lo âu, không riêng gì cho cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu, nhưng mà cho giới chính khách cũng như là giới công lực và các cơ quan công quyền, họ cũng đã lên tiếng và họ cũng muốn thấy rằng đó là những cái sự kiện này cần phải ngưng ngay lập tức. Nhất là chúng ta đang sinh sống và đang sinh hoạt trong một cái xứ sở tự do và trọng pháp như vậy, một cái hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đa dạng như vậy, thì chúng ta không muốn một cái cộng đồng thiểu số hoặc là đa số nào, kể cả người Mỹ gốc Phi Châu, kể cả người Mỹ gốc Latin hoặc là dân da trắng bản xứ cũng vậy, bị là nạn nhân. Mà đây, khi mà chúng tôi nói nạn nhân đó, đa số rất đông những nạn nhân của người Mỹ gốc Á Châu trong cộng đồng Á Châu của chúng ta là những phái nữ cũng như là các vị cao niên mà đã bị bạo hành. Bởi vậy nên đây là một cái con số cũng như là một cái hiện tượng mà chúng tôi cá nhân tôi không thấy trong, phải nói rằng là trong 46 năm đã sinh sống gia đình đến Hoa Kỳ từ năm 1975 đến ngày hôm nay, mà chỉ trong vòng một năm vừa qua thì chúng tôi thấy là cái con số nó tăng lên một cách rất là đáng sợ và nó gây nhiều cái sự quan tâm mà chúng ta cần phải lên tiếng cũng như là cho giới chức trách cũng như là các chính khách Hoa Kỳ biết rằng đó là chúng ta không chấp nhận và chúng ta muốn sống trong một cái sinh hoạt trong một cái xã hội rất là bình an và hài hòa, chứ không phải là gây nhiều cái xáo trộn hoặc là bị kỳ thị cũng như là trở thành những cái nạn nhân mà chắc chắn rằng chúng ta không ai chấp nhận được, thưa quý vị. Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Thế Văn. Và cái câu hỏi thứ hai cũng dành cho hai anh luôn. Có nhiều người đặt ra là đây có phải là cái trò chơi chính trị của đảng Dân Chủ hay không? Đó là cái câu hỏi, không biết anh... Dạ vâng, chúng tôi xin được thưa là như vậy. Chắc chắn rằng trong cái lúc mà nó xảy ra cái sự kiện đó thì có lẽ rằng là họ sẽ không hỏi mình có phải anh là đảng Cộng Hòa hay anh là đảng Dân Chủ hay là anh là người Việt Nam hay là anh là người Chinese hay là người này người kia, và sau đó thì họ mới tấn công mình. Cái chuyện đó không có xảy ra. Khi mà họ đã kỳ thị là họ bất cứ họ nhìn mình cái da vàng mũi tẹt hoặc là tóc đen là họ đã có một cái ý nghĩ xấu xa trong đầu họ rồi. Thứ hai nữa là họ cũng không cần biết mình là trong cái đảng chính trị nào, hay là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ. Cho nên chúng tôi không nghĩ rằng đây là nó có ảnh hưởng chính trị về đảng phái. Và chắc có lẽ rằng chúng tôi cũng mời anh luật sư Trần Thái Văn là những người cũng đã lâu năm trong chính trị, thì anh cũng có thể nói về vấn đề này thêm nữa. Dạ, rất là cảm ơn Phó Thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí. Thưa quý vị, cái vấn đề này là một cái vấn đề nó liên hệ đến vấn đề chủng tộc cũng như là những cái sinh hoạt hàng ngày của một cái xã hội mà chúng ta sinh sống trong một cái lề pháp luật. Bởi vậy nên khi mà nói đến những cái hành động bạo hành hoặc là kỳ thị mà nó gây ra những cái tội hình sự đó, chắc chắn rằng không có ai chấp nhận được, thưa quý vị. Và chúng ta không có nên phân biệt, tại vì những thủ phạm họ cũng không có phân biệt rằng đó ông là Dân Chủ hay là Cộng Hòa thì chúng tôi mới hành động. Mà những người này đó họ cũng không phân biệt được là một người gốc Hoa, gốc Nhật Bổ hoặc là Đại Hàn hoặc là Việt Nam. Họ chỉ thấy là Á Châu là họ không thích và họ có những cái hành động và họ có những cái biểu lộ, những cái lời nói kỳ thị và biệt thị như vậy. Tuy nhiên chúng tôi muốn dập tan những cái lý luận mà chúng tôi nghĩ rằng nó không có đúng theo những cái sự kiện. Bây giờ chúng ta có thể nói đây là một cái ví dụ đi, là ok, là có một cái kế hoạch dân chủ đi của đảng Dân Chủ, họ bây giờ mình theo cái lý luận đó đi để mình coi nó có lý hay không. Đây là một cái kế hoạch của đảng Dân Chủ, họ muốn làm to cái chuyện này lên
tại vì họ thấy có cái lợi chính trị trong cái việc này. Thứ nhất đó là chúng ta đã thấy rằng là không có phân biệt rồi, những thủ phạm là họ không có phân biệt dân chủ hay cộng hòa rồi. Nhưng mà bây giờ dù cho mình có dùng cái lý luận là đảng dân chủ họ có làm to cái chuyện này để mà họ lấy cái lợi thế của đảng của họ đi, thì trong cái vấn đề kỳ thị, thưa quý vị, trong cái vấn đề kỳ thị chủng tộc hoặc là bạo hành phân biệt chủng tộc đó, không có cái vấn đề của đảng dân chủ là nó giữ hết cái monopoly là chủ của cái vấn đề này, mà cả các vị chính khách cũng như là dân cử của đảng Cộng Hòa cũng có quyền lên tiếng và cần phải lên tiếng. Nếu mà nói về phương diện chính trị, cần phải lên tiếng và nên lên tiếng để mà chống lại những cái vấn đề phạm pháp cũng như là cái biến cố kỳ thị như vậy, chứ không phải là chỉ có đảng dân chủ mới là mới có cái quyền. Theo chúng tôi nói là hiện giờ là múa gậy vườn hoang, phải không, là chỉ có một mình của đảng mình hoặc là các thành viên của mình là hoàn toàn là giờ dư túng về cái vấn đề này. Mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề mà tất cả các cộng đồng, tất cả các chính khách không phân biệt đảng Cộng Hòa hay dân chủ cần phải lên tiếng và cần phải lên án chống lại những cái hành động như vậy, thưa quý vị. Vâng, thưa anh, có một cái câu hỏi này mà Đăng Quang cũng muốn hỏi hai anh, là có phải là vì cái động cơ của đảng Dân Chủ là họ muốn kiểm soát súng đạn để mà họ đẩy mạnh cái chuyện là kỳ thị người gốc Á không, thưa anh? Chúng tôi không có nghĩ là họ, thứ nhất đó là họ đã muốn đẩy đẩy nhiều cái chính sách trong quá khứ rồi, chứ không phải là mới đây, và họ đã ra những cái dự luật cũng như là cái chính sách lập pháp để mà kiểm soát cái quyền tu chính án số 2 của người dân trong hiến pháp Hoa Kỳ. Cái việc này là nó đã không biết là bao nhiêu đời rồi, chứ không phải là chỉ mới đây mà thôi. Thưa quý vị, mới đây mà chúng ta nghe nhiều về những cái dự luật từ Tòa Bạch Ốc hoặc là các vị dân biểu thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đó, thì thật sự đó nó phản ảnh cái gì? Thứ nhất là nó phản ảnh là họ dùng cái những cái biến cố mà có những cái vụ nổ súng nó đã xảy ra trong vài tuần vừa qua để mà thúc đẩy những cái dự luật này. Thứ nhì nữa là cái tình hình chính trị ở trên Hoa Thịnh Đốn, thì như quý vị cũng biết là Tòa Bạch Ốc cũng như là hai viện của Quốc hội, Hạ viện và Thượng viện đều đảng Dân Chủ đều nắm đa số, bởi vậy nên họ muốn thúc đẩy những cái dự luật trong lúc mà họ vẫn đang còn giữ cái khối đa số để mà siết cái quyền kiểm soát súng cũng như là đạn dược, là cái quyền tu chính án số 2 của người dân Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn luật sư Trần Thế Phan. Cái câu hỏi thứ ba của chúng tôi cho quý vị là có thật sự là nạn kỳ thị đang xảy ra ở tại quận Cam của chúng ta hay không? Dạ vâng, thưa với lại anh Đăng Quang cũng như là thưa với tất cả quý vị, như chúng tôi đã trình bày là chúng tôi với cái vai trò là phó thị trưởng và cũng như là một người đã sinh hoạt với trong cộng đồng của chúng ta nhiều năm, thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều cái cú điện thoại từ ở dân cư dân cũng như là của đồng hương của chúng ta. Thì cái việc đó là cái việc nó đã xảy ra, như là luật sư Trần Thế Văn cũng đã nói, có nhiều cái sự kiện nó xảy ra nhưng mà nó không phải nó đến vấn đề mà đánh trọng thương, cho nên những cái sự kiện đó họ không có báo cho cảnh sát, và nhưng mà họ cũng có gọi điện thoại cho chúng tôi và nhắc cho chúng tôi biết rằng là chúng ta cần phải lên tiếng trong cái vấn đề này. Chính vì như vậy mà thành phố đã qua cái nghị quyết. Bên cạnh đó thì thưa với quý vị đã, nếu mà quý vị lên trang mạng hiện tại thì chúng tôi thấy khắp nơi đã xảy ra những chuyện này, và nhiều nơi cũng đã tổ chức những cái buổi tuần hành hoặc là biểu tình hoặc là lên án những cái hành động xấu xa đó. Và chắc chắn rằng cộng đồng của chúng ta là cộng đồng thiểu số, chúng ta không thể nào mà chúng ta cũng không lên tiếng được trong cái lên tiếng trong cái vấn đề này. Và cá nhân chúng tôi cũng được nghe từ luật sư Trần Thái Văn, chính ông cũng là người, và ông hoặc gia đình ông cũng là người đã bị trong vòng 6 tháng vừa qua đã có những cái sự kiện xảy ra đến với gia đình ông, và chắc có lẽ chúng tôi sẽ được qua luật sư Trần Thái Văn để nói thêm về vấn đề này. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Chí. Như chúng tôi trình bày, thưa quý vị, là trong 46 năm mà sinh sống tại Hoa Kỳ
từ năm 1975 đến ngày hôm nay đó, thì chúng tôi vẫn chưa thấy có năm nào mà có một cái hiện tượng kỳ thị, mà kỳ thị ra mặt phổ biến một cách rất là rõ ràng và rất là táo bạo như là năm vừa qua đến năm nay. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái việc này, những cái biến cố này nó sẽ còn tiếp tục nữa nếu mà cộng đồng chúng ta không có lên tiếng và tiếp tục thúc đẩy chính giới và các cơ quan công lực họ làm việc của họ để mà đập tan hoặc là ngăn chặn những cái biến cố này nó tiếp tục xảy ra, thì rất là bất lợi, cũng như là sẽ gây nhiều cái tổn thương cho cộng đồng Á Châu của chúng ta nói chung và nhất là cộng đồng Việt Nam chúng ta nói riêng. Ngay cả gia đình của chúng tôi, thưa quý vị, ngoài cái thống kê mà chúng tôi đã nói cũng như là những cái hồ sơ mà chúng tôi đã trình bày trong chương trình ngày hôm nay đó, thì ngay trong vòng 6 tháng như anh Chí nói đó, là chúng tôi đã chứng kiến ba cái biến cố kỳ thị. Cá nhân chúng tôi chứng kiến lần đầu tiên đó là vào giữa năm ngoái, ngay tại quận Cam, ngay tại một siêu thị cùng với con của tôi. Vấn đề thứ nhì, một cái biến cố thứ nhì là ngay tại Los Angeles, quận Los Angeles, vào cái mùa Giáng sinh, cái mùa shopping, mà chúng tôi cũng đã thấy những cái và nghe được những cái lời miệt thị đó. Và lần thứ ba là mới nhất đó, là vào tháng 2, đầu tháng 2 năm nay, tại quận San Bernardino, ngay tại Big Bear là trên núi đó, chúng tôi cũng đã chứng kiến và đã nhận được những cái biến cố kỳ thị đó, mà trong quá khứ, trong 46 năm, 45 năm vừa qua, chúng tôi không có thấy mà nó một cách nó rõ ràng, rõ nét, cũng như là nó táo bạo như vậy. Thì đây là những cái thống kê mà chúng tôi cũng không có mang là phải bóc phone lên gọi cảnh sát hay gì, nhưng mà đó là những cái thống kê mà chúng tôi nghĩ rất nhiều người Mỹ gốc Á Châu và cư dân Á Châu họ cũng đã trải qua hoặc là họ đã nhận được, nhưng mà họ không có màng hoặc là không muốn phí thì giờ, phí công sức để mà phiền ai, để mà gọi điện thoại hoặc là báo cáo lại. Nhưng mà chắc chắn rằng có nhiều cái trường hợp mà chúng tôi biết và quý vị cũng coi, cũng là người Việt Nam, người gốc Á Châu, thì chắc chắn một số quý vị cũng đã phải trải qua, cũng đã là nạn nhân hoặc là đã chứng kiến những cái biến cố này nó đã xảy ra với quý vị một số người. Vâng, thưa với anh Nam Quan, người Việt của chúng ta thì thường thường là nghe qua và nói là chính bỏ làm mười, thôi kệ nó, cái chuyện đó không có gì hết, thôi bỏ qua. Nhưng mà cứ người này bỏ qua, người kia bỏ qua, người nào bỏ qua, rất hồi chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta nhìn lại đó, nó rất nhiều cái sự kiện đã xảy ra cho cộng đồng Á Châu của chúng ta, và đặc biệt là cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây. Cho nên chúng ta nên có một cái hành động ở đây. Chúng tôi không muốn nói là làm cái chuyện gì nó quá đáng, nhưng mà chúng ta lên tiếng với các cơ quan chính quyền, lên tiếng với các chính khách, lên tiếng với các cộng đồng, cùng với các cộng đồng bạn, lên tiếng với cho tất cả các người dân địa phương hoặc là những người mà họ đang có cái đầu óc biệt thị như vậy. Chúng ta phải cho họ biết rằng chúng tôi phản đối cái việc làm này, bởi vì quý vị đã không nghĩ, quý vị đã nghĩ sai về cái vấn đề mà gọi là kỳ thị, và quý vị đã có cái đầu óc kỳ thị chủng tộc như vậy là không đúng. Bởi vì con người ai cũng muốn được có sống bình đẳng, nhất là chúng ta đang sống trên cái xứ sở nước Mỹ này, thì luật pháp bảo vệ cho tất cả mọi người, ai cũng có cái quyền bình đẳng như vậy. Thì qua đó chúng tôi thấy rằng là vì thế thị trường tài chính cũng như là cá nhân chúng tôi, hai anh em cùng với nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể trong cộng đồng của chúng ta, cùng với luật sư Trần Thái Văn và các anh em ở đây Nam Quan, cũng như là nhiều anh em khác và nhiều tổ chức trong cộng đồng, sẽ phải đứng ra để mà chịu cái đầu tàu, làm cái đầu tàu để mà tổ chức một cái buổi văn nghệ đấu tranh. Quý vị đoán là tại sao lại là buổi văn nghệ đấu tranh? Thưa với quý vị, buổi văn nghệ đấu tranh đó và tạo cái sự đoàn kết giữa những tổ chức trong cộng đồng của chúng ta, cũng như là các tổ chức của các cộng đồng bạn, để chúng ta cùng lên tiếng để phản đối về cái vấn đề mà kỳ thị chủng tộc này. Đó là cái buổi văn nghệ biểu tình. Biểu tình ở đây chúng ta muốn nói lên, chúng ta bằng tính cách ôn hòa nói cho chính khách địa phương cũng như là khắp nơi được biết, để họ cùng với chúng ta lên cái tiếng nói đó, giống lên tiếng nói đó. Và ngày hôm đó, thưa quý vị, qua cái sự mà liên hệ của luật sư Trần Thái Văn với lại nhiều tổ chức, nhiều cộng đoàn, nhiều chính khách, thì chúng ta sẽ có sự tham dự rất đông đảo của nhiều chính khách
nhiều tổ chức đoàn thể cộng đồng bạn và nhiều cơ quan truyền thông Mỹ cũng sẽ có mặt ở đó để làm phóng sự để gửi ra bên ngoài. Cho nên một lần nữa chúng tôi thiết tha kêu gọi cái sự hưởng ứng của đồng hương của chúng ta tham dự trong ngày hôm đó để cùng một tiếng nói. Ban tổ chức thì cố gắng bằng mọi cách để mà chúng ta tổ chức cái nội dung được xúc tích và đồng thời cái hình thức tổ chức nó được chu đáo để quý vị tham dự mà quý vị không cảm thấy rằng là bị khó khăn gì. Cho nên chúng tôi chuẩn bị ghế ngồi cũng như là sân khấu, đèn điện, ánh sáng cũng như là kể cả nhà vệ sinh chúng tôi cũng có ở lưu động, cũng có ở đó để cho mọi người chúng ta có thể tham dự một cách thoải mái. Bên cạnh đó thì thưa với quý vị, chúng tôi cũng được có cái sự tham dự của công ty xe rác, đổ rác đó ở bên San Jose của anh David Dương cũng sẽ đóng góp và cho chúng ta những cái món quà thật là quý giá trong ngày hôm đó bằng những cái túi quà đã được chọn, bỏ sẵn trong đó. Thành thử ra quý vị tham dự thì quý vị sẽ có cái tiếng nói chung và quý vị cũng nhận được những cái lời khuyến cáo của các cơ quan chính quyền. Bên cạnh đó quý vị cũng sẽ có món quà để quý vị mang về. Mà cái món quà này thì thật sự ra là có thêm để cho chúng ta phòng về cái vấn đề mà Covid-19, tại vì trong đó sẽ có những cái hộp khẩu trang, trong đó sẽ có những cái hộp rửa tay, trong đó sẽ có nhiều cái món khác. Kể cả chúng tôi đang nghiên cứu rằng là nếu chúng tôi có được những cái món quà nào mà có thể chúng ta dùng cái món quà đó để mà tự vệ khi mà chúng ta bị tấn công. Thành thử ra thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa kêu gọi các tổ chức, các đoàn thể chúng ta cùng tham gia vào cái buổi văn nghệ đấu tranh cũng như là biểu tình vào ngày 10 tháng 4 thứ bảy tuần tới này, từ lúc 4 giờ chiều cho tới 7 giờ tối. Quý vị có những thắc mắc, quý vị có những câu hỏi, quý vị có những cái ưu tư gì, quý vị có thể gọi về số điện thoại là 714-576-4330, 714-576-4330. Vì là chương trình văn nghệ, chúng tôi cũng kêu gọi các ca văn nghệ sĩ, xin quý vị cũng tham gia vào trong chương trình văn nghệ được gọi là concert trong ngày hôm đó. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức, các đoàn thể trong cộng đồng của chúng ta cùng đứng vào trong danh sách là ban tổ chức để chúng ta cùng nói lên một tiếng nói chung. Vâng, xin được trở lại với anh Nam Quang. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phó Thị trưởng của thành phố Westminster, anh Charlie Mạnh Trí và anh cựu dân biểu tiểu bang Trần Thế Văn đã gửi đến quý vị khán giả của Trust Media Network những cái thông tin bổ ích. Thì trước khi kết thúc chương trình thì hai anh có cái lời gì cuối cùng để gửi đến quý vị khán giả của chúng ta hay không? Công rất là mong và tha thiết kêu gọi cái sự hưởng ứng của quý vị, vì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái trách nhiệm của mỗi người chúng ta là công dân và cư dân đang sinh sống tại cái địa phương. Và đúng theo Phó Thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí nói đó, là chúng ta chỉ muốn sinh sống trong cái môi trường rất là hài hòa và bình đẳng mà thôi, không có đòi hỏi gì hơn. Bởi vậy nên chúng tôi kêu gọi cái sự hưởng ứng của quý vị để mà tham dự cái buổi rally vào tuần tới là thứ 7 ngày 10 tháng 4 từ 4 đến 7 giờ tối, từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại khu đối diện Phước Lộc Thọ, là khu chợ Á Đông, cái shopping mall gọi là Asian Village trên đường Bosa, thưa quý vị. Vì đây chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái ý nghĩa rất là đẹp về hai phương diện. Thứ nhất đó là chúng ta làm cái việc này trong cái tinh thần đoàn kết với các cộng đồng bạn, mà chúng ta không chấp nhận những cái việc nó xảy ra, cái sự kiện hoặc là cái biến cố phạm pháp và kỳ thị phân biệt chủng tộc nó xảy ra như vậy. Vấn đề thứ nhì nữa, thưa quý vị, cái khía cạnh thứ nhì nữa là kêu gọi cũng như là gửi một cái thông điệp không riêng gì với những người kỳ thị hoặc là phân biệt chủng tộc, nhưng mà với các chính giới và các cơ quan công lực đó, là họ cần phải làm trách nhiệm của họ và công việc của họ để mà bảo vệ cho tất cả các cộng đồng, không riêng gì cộng đồng Việt Nam hoặc là cộng đồng Á Châu, nhưng mà tất cả các cư dân và công dân sinh sống một cách tích cực, một cách tốt lành và một cách trong một cái môi trường rất là bình đẳng và tự do như vậy. Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Thế Văn và Phó Thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp của Trust Media Network. Xin cảm ơn.